Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Trong phòng họp của Cục Cảnh sát thành phố, khói thuốc mù mịt. Người tham gia sự họp, ai nấy đều cau mày, sắc mặt tỏ ra rất nghiêm trọng. Nửa giờ trước, bọn bắt cóc tống tiền lại liên hệ với gia đình bị hại một lần nữa, yêu cầu họ ngày mai giao 400 vạn tệ tiền chuộc tại nhà ga. Ngữ khí có vẻ rất cứng rắn, không chấp nhận thương lượng. Tổ chuyên án sau khi thảo luận, quyết định bố trí mai phục tại nhà ga. Nhân lúc bọn bắt cóc tống tiền nhận tiền chuộc, sẽ tiến hành vây bắt. Quyết định này bị gia đình người bị hại phản đối kịch liệt. Bởi vì một khi hành động vây bắt thất bại, bọn bắt cóc tống tiền rất có khả năng sẽ giết chết Bùi Lam. Lương Trạch Hạo không biết nghe được tin tức từ đâu, lại chạy tới tổ chuyên án quấy rối ầm ĩ, tung tin nếu như Bùi Lam xảy ra chuyện gì, sẽ làm cho người của cả Cục Công an thành phố bị sa thải. Hành vi của Lương Trạch Hạo khiến Phương Mộc rất phản cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, kế hoạch của tổ chuyên án quả thật không ổn. Việc vây bắt bọn bắt cóc tống tiền tại hiện trường giao tiền chuộc đối với các vụ án loại này là một phương án thường được áp dụng. Nhưng vụ án này có nhiều điểm khác với những vụ án bình thường. Thứ nhất, bọn bắt cóc tống tiền đã có thời gian chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ chu đáo, không phải do nhất thời nảy lòng tham. Thứ hai, mục đích bắt cóc cũng không chỉ đơn thuần vì tiền bạc mà còn liên quan đến chuyện ân oán khác. Bên cạnh đó, trách nhiệm của cảnh sát không chỉ đơn giản là giải cứu con tin, vây bắt nghi phạm mà còn bao gồm cả việc ngăn chặn đoạn video bị phát tán đi khắp nơi. Mà muốn đạt được ba mục tiêu này, điểm mấu chốt nhất là phải nắm rõ nơi bọn bắt cóc tống tiền đang ẩn trốn và giam giữ con tin. Từ Đồng kiến nghị, sau khi vây bắt nghi phạm tại nhà ga, chúng ta sẽ ép hắn nói ra nơi giấu con tin. Tiêu Vọng lắc đầu nói, ở nhà ga đông đúc lại chật chội, hành động vây bắt rất dễ xảy ra tình huống bất thường. Còn nữa, đôi nam nữ này rất có khả năng là tình nhân của nhau, ngộ nhỡ vì bảo vệ nhau đối phương sống chết không chịu mở miệng thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Ba mục tiêu này chỉ cần một không đạt được, chúng ta lập tức sẽ thất bại. Từ Đồng xem đồng hồ trên tay rồi nói, thế theo cậu thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thời gian không còn nhiều nữa. Tiêu Vọng không trả lời mà quay đầu nhìn Phương Mộc. Không chỉ anh ta mà dường như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Phương Mộc. Phương Mộc không ngẩng đầu, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt mong đợi, hoài nghi và có phần thờ ơ lạnh nhạt kia. Cậu không cử động, thậm chí không hề thay đổi tư thế. Phương Mộc đang chờ đợi. Cậu cần kiểm chứng suy đoán của mình. Mặc dù nhìn thấy thái độ này, người khác có thể tưởng cậu đã bất lực, nhưng cậu nhất định phải chờ đợi. Bởi vì đó chính là chìa khóa của vụ án. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Đặng Tiểu Sâm vội vàng tiến tới, tay cầm mấy tờ giấy cùng một cái USB nói lớn, phòng vật chứng tỉnh có hồi âm. Phương Mộc nhảy dựng lên, lập tức giật ngay mấy tờ giấy trong tay Đặng Tiểu Sâm. Đó là một bản báo cáo hóa nghiệm cùng một tấm hình. Phòng vật chứng công an tỉnh đã thu được một ít bụi trên bề mặt cuốn băng ghi hình và phong thư. Sau khi phân tích, đã xác nhận là bột axit sắt và silicon dioxide. Phương Mộc thì thào tự nói với chính mình. Bột axit sắt, silicon dioxide. Đúng là như vậy. Tiêu Vọng tò mò, anh cầm tấm hình lên xem. Trên hình là cận cảnh nội thất của một gian phòng. Nhìn kỹ hơn một chút, anh liền nhận ra bức hình được in ra từ trong cuộn băng kia. Sau khi sử dụng kỹ thuật phục chế nguyên trạng thì đã rõ ràng hơn rất nhiều. Anh tò mò hỏi Phương Mộc, đây là cái gì? Phương Mộc đã bình tĩnh trở lại. Cậu chỉ một điểm trên tấm hình, bình thản nói, anh xem chỗ này xem. Đây là một góc rèm tre, thực ra chỉ là một sợi dây kém xuyên qua hai mảnh vải bông. Giữa khe hở lộ ra một mảng trời xanh. Kỳ quái ở chỗ, bên ngoài cửa sổ, ở một nơi không xa, dường như có một làn khói màu hồng thổi qua. Phương Mộc thu báo cáo hóa nghiệm cùng tấm hình để vào cùng một chỗ, ngẩng đầu hỏi Tiêu Vọng, anh nghĩ đến cái gì? Tiêu Vọng có chút bối rối nói, cậu thì sao? Xưởng thép. Phương Mộc nhẹ nhàng nói, nơi này có thể gần xưởng thép. Vẻ mặt Tiêu Vọng vẫn mơ hồ, nói bằng giọng ngạc nhiên, sao cậu lại nghĩ tới xưởng thép? Phương Mộc kết nối USB với máy tính, mở từ trong đó ra một file âm thanh. Đây là âm thanh được tách ra từ băng ghi hình, anh nghe đi. File sau khi được mở ra, phát ra một loạt tiếng ồn.
Phương Mộc kéo Thanh Tiến Trình đến một điểm trong dải thời gian. Trong loa lập tức truyền tới tiếng chuông. Tiêu Vọng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên mở to hai mắt nói: "Đây là tiếng chuông thép. Ở trong thành phố chỉ có một xưởng thép Tụ Nguyên." Phương Mộc gật đầu nói: "Vậy thì đúng rồi. Bụi, làn khói hồng, tiếng chuông, thứ tôi đợi chính là cái này." Tiêu Vọng nhìn chăm chăm tấm hình, con mắt không ngừng chuyển động, có vẻ như cũng đang khẩn trương điều chỉnh lại ý nghĩ. Rất nhanh, anh ta đem tấm hình và báo cáo nhét vào trong tay Đặng Tiểu Sâm, rồi nói lớn: "Gọi điện thoại cho cục khí tượng, hỏi xem hướng gió ngày hôm ấy, dựa vào làn khói, phỏng đoán khoảng cách và độ cao của tòa nhà so với xưởng thép." Sau đó, anh ta quay sang lôi Phương Mộc đi: "Đi, cậu đi với tôi đến xưởng thép." Xưởng thép Tụ Nguyên ở vùng ngoại ô, đường tới xưởng nhấp nhô gập ghềnh, khiến cả hai mất không ít thời gian mới tới được. Vừa đến nơi, cục công an thành phố đã gọi điện thoại tới. Theo hướng gió ngày hôm đó, bọn bắt cóc và con tin có thể ở trong tòa nhà phía bắc nhà máy thép, cách khoảng 2.000 mét tính theo đường thẳng. Địa điểm quay phim có thể là từ tầng 3 trở lên. Tiêu Vọng đứng dưới ống khói cao ngất của xưởng thép, nhìn về hướng bắc, chỉ một dãy nhà cách không xa nói: "Chính là chỗ đó." Tiểu khu Hoa Thép là một dãy nhà đã xây dựng từ khá lâu ở vùng ngoại ô, có kiểu dáng cũ. Trên bề mặt tòa nhà lát gạch men sứ, phần lớn cũng đã bị loang lổ trông rất xấu xí. Tiêu Vọng nhìn bốn dãy nhà của tiểu khu, mỗi dãy đều có năm tòa nhà riêng lẻ, thấp giọng chửi thề: "Khốn kiếp, dựa vào hai chúng ta làm sao mà tìm đây?" Phương Mộc không vội vã đưa tấm hình ra rồi nói: "Kẻ phạm tội đương nhiên sẽ tìm mọi phương pháp để ngăn cản người khác biết được tội ác của chúng. Cả ngày chúng sẽ phải che rèm cửa." Tiêu Vọng vỗ trán: "Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?" Sau khi xem xét tỉ mỉ tấm hình, anh lấy ra một cái ống nhòm, núp vào trong xe quan sát từng tầng từng phòng. Nhưng sau một hồi tìm kiếm khắp bốn dãy nhà, đều không phát hiện nhà nào treo rèm giống như vậy. Tiêu Vọng không bỏ cuộc, anh lại tìm kiếm mấy lần nữa, vẫn không có kết quả. Tiêu Vọng nói với giọng hơi nhụt chí: "Mẹ nó, quái thật, chẳng lẽ chúng ta tìm lầm?" "Không." Phương Mộc hướng phía bên ngoài cửa kính xe nhìn một vòng: "Bọn chúng chắc chắn trốn ở đây. Chẳng lẽ bọn chúng cũng phát hiện cái rèm đã bị quay trong băng thu hình nên đã đổi rèm che?" Phương Mộc gật gật đầu nói: "Cũng có khả năng này. Đối phương đã có phòng bị, tìm được nơi chúng ẩn náu càng khó. Bốn dãy nhà, 20 tòa nhà riêng lẻ, 240 hộ gia đình, không thể kiểm tra từng cái. Một khi đánh rắn động cỏ, hậu quả sẽ không lường trước được. Con tin bị giết hại hoặc đoạn video sẽ bị phát tán lên mạng." Hai người trong xe đều trở nên trầm mặc. Sau khi Phương Mộc hút liền hai điếu thuốc, anh đột nhiên hỏi: "Tôi nhớ lúc điều tra tại Vinh Phúc Thiên Địa, người lao công tên là Trần Quyên nói phát hiện xe dọn vệ sinh ở cửa tây của tầng 1 đúng không?" "Đúng vậy." "Rồi sao?" Tiêu Vọng rầu rĩ đáp: "Cửa tây tầng 1, đi tiếp mấy chục mét là con đường lớn, đúng không?" "Đường Sùng Chí, tại sao cậu lại hỏi chuyện này?" Phương Mộc nhìn chăm chăm bên ngoài cửa kính xe, bờ môi nở một nụ cười tự tin, rồi quay sang nói với Tiêu Vọng: "Gọi thêm mấy anh em tới đây, một người mặc thường phục, hai người mặc cảnh phục và mang thêm một chiếc xe cảnh sát nữa." Tiêu Vọng tỏ ra hơi kinh ngạc: "Được, cậu định làm gì sao?" Phương Mộc nheo mắt nói: "Chúng ta sẽ diễn một vở hài kịch." Nửa giờ sau, trong tiểu khu đột nhiên xuất hiện một thanh niên say khướt, một tay cầm chai bia, liên tục nốc bia, tay kia cầm một nửa cục gạch hét lớn: "Trần Lộ! Trần Lộ! Em ra đây cho anh! Anh thật sự yêu em ạ!" Tiêu Vọng dùng ống nhòm thăm dò động tĩnh trong tiểu khu, vui vẻ cười khà khà. Phương Mộc cũng không nhịn được cười hỏi: "Trần Lộ là ai vậy?" "Là bạn gái của nhóc con này. Nếu Trần Lộ biết hắn dùng cái tên này để phá án, không xé xác hắn thì mới lạ." Người thanh niên kêu gào một hồi lâu. Đương nhiên không có người nào xuất hiện, chỉ có mấy căn nhà có người từ trong cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt. Người thanh niên dường như đã mất đi lý trí, ném chai bia đi, cầm cục gạch đập liên tiếp vào chiếc xe bên cạnh, vừa đập vừa gọi: "Em có ra hay không ra? Có ra không?" Trong nháy mắt, những chiếc xe đậu dưới tòa nhà đều bị anh ta đập mấy nhát. Bỗng một tiếng còi báo động vang lên chói tai.
người thanh niên ném cục gạch đi, co cẳng chạy mất. Phương Mộc cầm bộ đàm lên nói: "Các anh em, 3 phút nữa lái xe tiến vào tiểu khu." Vừa đặt bộ đàm xuống, người thanh niên kia liền chui luôn lên xe. Chưa kịp ngồi yên đã vội vã hỏi luôn: "Thế nào thế nào, tôi diễn có được không?" "Không được." Tiểu Vọng vỗ vai anh ta nói: "Nhóc con, ngươi nhẹ tay một chút, đừng có nện quá mạnh như vậy, sau này chúng ta bồi thường không nổi đâu." "Yên tâm đi, tôi đã ghìm bớt lực lại rồi. Tiêu Ca giữ bí mật giúp tôi nha, đừng để bạn gái tôi biết, sẽ trở mặt với tôi đó." Mọi người trong xe đều cười rộ lên. Lúc này trong tiểu khu đã tụ tập chủ nhân của mấy chiếc xe, nhao nhao kiểm tra hư hại của xe mình, thái độ đầy căm phẫn. Cũng có người chửi ầm lên. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe cảnh sát đã tiến vào tiểu khu. Hai người mặc cảnh phục bước xuống xe, một người mở sổ ghi chép ở trong tay ra hỏi: "Vừa rồi là ai báo cảnh sát vậy? Nghe nói nơi này có người đập xe." Nhóm chủ xe liền xúm lại, yêu cầu cảnh sát nghiêm khắc xử lý. Hai cảnh sát, một người kiểm tra hư hại của từng chiếc xe, một người thẩm tra đối chiếu chủ xe. Tiêu Vọng kiểm tra một lượt, quay đầu hướng Phương Mộc nói: "Tất cả có 8 chiếc xe bị đập, chỉ xuất hiện 7 người chủ xe. Quả thật có một người không dám xuống." Phương Mộc gật đầu rồi nói qua bộ đàm: "Anh em, điều tra thêm về chiếc xe vắng chủ, báo số xe lại đây." Suy đoán của Phương Mộc là tên nữ nghi phạm mang Bùi Lam từ cửa Tây tầng 1 của Vinh Phúc Thiên Địa vội vã rời khỏi hiện trường. Như vậy, chắc chắn có người lái xe tiếp ứng cô ta. Chiếc xe này có lẽ đang đỗ trong khu vực này. Phương Mộc giản dựng màn đập xe này, một mặt không đến mức khiến đối phương sinh nghi, mặt khác, bọn bắt cóc tống tiền theo bản năng thường sợ hãi cảnh sát. Cho dù là việc điều tra không liên quan gì tới hành vi bắt cóc, cũng sẽ cố gắng tránh né. Cho nên, chủ nhân của chiếc xe không xuất hiện kia có khả năng chính là một kẻ trong bọn bắt cóc tống tiền. Số xe nhanh chóng được tra, nhưng số xe đó là của một chiếc xe Atlo màu xanh lam, mà chiếc xe trong tiểu khu lại là một chiếc Mazda màu xám bạc. Tiêu Vọng có chút thất vọng nói: "Có lẽ là biển số giả." Phương Mộc gật gật đầu, lại yêu cầu thẩm tra xem có người nào dùng tên Canh Tiểu Mỹ đăng ký xe hay không. Kết quả thẩm tra cho thấy, cuối năm 2006, Canh Tiểu Mỹ mua một chiếc xe cá nhân, kiểu xe chính là Mazda màu xám bạc. Phương Mộc lập tức yêu cầu cục công an cử người theo dõi đoạn video camera trên đường Sùng Chí vào thời điểm Bùi Lam bị bắt cóc. Tin tức phản hồi lại rất nhanh. Lúc ấy, chiếc Mazda màu xám bạc kia đã xuất hiện trên con đường này. Hướng nó chạy ra là cửa Tây tòa nhà Vinh Phúc Thiên Địa. Thông tin này khiến mọi người đều rất hưng phấn. Phương Mộc chỉ thị hai người cảnh sát mặc đồng phục rút khỏi tiểu khu. Những người khác ở lại trên xe tiếp tục theo dõi. Ước chừng 40 phút đồng hồ sau, một người đàn ông từ tòa nhà số 3, dãy nhà thứ 2 đi ra. Hắn đứng trên bãi đất trống của tiểu khu, đầu tiên nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó châm một điếu thuốc chậm rãi hút. Trông có vẻ nhàn nhã tự tại, nhưng thực tế là đang cẩn thận, dè dặt quan sát động tĩnh. Hút xong một điếu thuốc, hắn lại nhìn ngó xung quanh một chút, bước nhanh tới một chiếc xe bị đập. Chính là chiếc Mazda màu xám bạc. Nhanh chóng xem xét tình trạng hư hại của chiếc xe, lại sờ sờ mui xe đằng trước đang lõm xuống. Sau khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn yên ắng, hắn chui vào khởi động xe. Tiêu Vọng lập tức nhả phanh tay nói lớn: "Đến lúc rồi, chuẩn bị hành động." Phương Mộc vội giữ tay anh ta can ngăn: "Đừng vội, Bùi Lam rất có khả năng đang bị Canh Tiểu Mỹ khống chế." Tiêu Vọng tỏ ra nôn nóng nói: "Không bắt thì sợ sẽ muộn mất, ngộ nhớ để hắn chạy mất thì xử lý thế nào?" Phương Mộc quả quyết nói: "Không được, đừng hành động lúc này." Quả nhiên, người đàn ông chỉ chạy xe đến dưới tòa nhà số 2, khóa ký, sau đó đi bộ trở lại tòa nhà số 3, dãy nhà thứ 2. Tiêu Vọng dường như bắt đầu tin tưởng phán đoán của Phương Mộc. Anh hỏi: "Có theo hắn lên lầu không? Có thể sẽ tra ra căn phòng hắn ở." Phương Mộc lắc đầu: "Việc đó sẽ đánh động hắn. Tên này rất danh ma. Có lẽ giờ này hắn đang ngồi trên tầng 2 nghe ngóng động tĩnh." Tiêu Vọng nhìn ra ngoài cửa xe, ngán ngẩm nói: "Vậy phải xử trí thế nào? Trời sẽ tối rất nhanh." Phương Mộc suy nghĩ rồi trả lời: "Đi gặp quản lý tòa nhà xem sao." Tại ban quản lý tòa nhà không thu hoạch được manh mối gì. Trưởng ban quản lý có dáng người béo tốt. Khi được hỏi về tình hình quản lý các hộ thuê nhà cũng như chi tiết các phòng cho thuê, ông ta đều không nắm rõ. Nét mặt Phương Mộc không hề tỏ ra thất vọng, dường như cậu đã dự liệu được tất cả.
Tiêu Vọng thì cảm thấy rất bực bội, liền khiển trách ông ta tắc trách trong công tác quản lý an ninh, trật tự. Phương Mộc lại đề xuất một yêu cầu ngoài dự liệu của mọi người. Cậu muốn mượn một bộ đồng phục nhân viên thu dọn rác trong tiểu khu. Tiêu Vọng là người đầu tiên phản ứng. Anh cầm điện thoại gọi về cục cảnh sát, yêu cầu phái một nữ cảnh sát tới để hỗ trợ điều tra. Sau khi nữ cảnh sát tới, Phương Mộc yêu cầu cô đóng giả nhân viên thu dọn rác, thu hết túi rác trước cửa các căn nhà, từ tầng 3 trở lên của tòa nhà thứ 2 xuống. Cẩn thận dặn dò đối với mỗi túi rác đều phải đánh dấu số phòng. Hành động tiến triển hết sức thuận lợi. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, nữ cảnh sát đã thở hồng hộc đẩy một xe rác trở lại điểm tập kết. Tiểu Vọng nhìn chiếc xe cơ hồ ngập đầy rác, nói với giọng thương cảm: "Nhiều như vậy sao? Thật vất vả cho cô quá." Nữ cảnh sát lau vội mồ hôi trên mặt rồi nói: "Không có gì, tôi sợ nghi phạm trên lầu lén theo dõi nên đã hành động rất cẩn thận. Rác rời ở mấy tầng này tôi đều thu hết." Tiêu Vọng vội vã hỏi: "Thứ chúng ta cần đâu?" Nữ cảnh sát xoay người lấy trên xe rác ra một cái thùng giấy rồi nói: "Ở đây, tôi đã cẩn thận tách riêng, mỗi túi đều có băng dính đánh dấu số phòng." Phương Mộc lập tức đổ một túi rác ra, cẩn thận bới tìm. Lúc tìm đến cái túi rác thứ tư, tốc độ của cậu chậm lại. Sau khi tỉ mỉ xem xét các vật phẩm, Phương Mộc cẩn thận niêm phong lại, sau đó mang qua một cái túi khác tiến hành so sánh. Cuối cùng gỡ cái nhãn trên túi thứ tư xuống đưa cho Tiêu Vọng. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc rồi lại nhìn con số được ghi trên cái nhãn: 502. Cậu có chắc chắn không? Phương Mộc chỉ vào túi rác khẳng định: "Chắc chắn là phòng này. Anh nhìn xem, trong túi rác phần lớn là cơm hộp, đồ ăn nhanh, túi giấy và lon bia." Tiêu Vọng nhìn cái nhãn đăm chiêu suy nghĩ: Đúng là bọn chúng không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc nấu ăn." Phương Mộc lau vết bẩn trên tay rồi nói với Tiêu Vọng: "Đúng vậy, đem túi rác này về. Nếu có thể xét nghiệm ra DNA của Bùi Lam thì có thể khẳng định bọn chúng đang ở trong phòng 502. Mọi người lập tức hành động. Tiêu Vọng lưu lại một tổ tiếp tục theo dõi động tĩnh, sau đó cùng Phương Mộc lái xe trở về cục. Sau khi báo cáo với chỉ huy tổ chuyên án, vật phẩm trong túi rác được khẩn trương đem đi xét nghiệm DNA. Hai ngày một đêm không chợp mắt, trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra, Phương Mộc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi hút liên tiếp mấy điếu thuốc, mí mắt vẫn nhíu lại. Phương Mộc để nguyên quần áo ngả người xuống chiếc ghế dài trong phòng họp, vừa mới nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu như trở lại khoảnh khắc sân nhỏ của Thiên Sứ Đường. Cảnh sắc tươi đẹp chiếu rọi trên cao, khắp nơi là một màu xanh. Nhị Bảo cùng những đứa trẻ khác đuổi nhau cái lộn trong sân, bên tai mơ hồ chuyển tới giọng chị Triệu đang quát tháo. Ở mảnh vườn trồng ô mai, những trái ô mai màu hồng điểm xuyết dưới một tảng lớn lá cây. Liêu Á Phàm đang ngồi xổm ở đó, lúm đồng tiền như một bông hoa. Tất cả thể xác và tinh thần Phương Mộc đều tràn đầy một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, thậm chí có một chút lười biếng vây quanh. Đột nhiên, ánh mặt trời bị mây đen che kín, tầng 2 của Thiên Sứ Đường đang từ từ sụp xuống, những hòn đá không ngừng rơi. Mảnh vườn ô mai kia cũng bắt đầu lún xuống. Chiếc váy trắng trên người Liêu Á Phàm trong phút chốc trở nên vẩn đục và bắt đầu tan ra. Nét mặt cô vô cùng đau đớn. Một bàn tay che cái bụng hở ra, một bàn tay khác hướng về phía Phương Mộc với tới. Phương Mộc cố hết sức giữ chặt bàn tay đó, lại phát hiện ra mình làm cách nào cũng không thể cử động được. Mắt nhìn khoảng cách tay Liêu Á Phàm với mình càng ngày càng xa, hơn một nửa thân thể cô đã rơi vào vực sâu vô tận. Phương Mộc cảm thấy vô cùng lo lắng và tuyệt vọng, bỗng nhiên thét lên thất thanh: "Bình tĩnh, Phương Mộc! Phương Mộc, cậu làm sao vậy?" Tiếng kêu của Tiêu Vọng kéo Phương Mộc trở lại với thực tế. Tay anh đang nắm một góc áo đa dụng của cảnh sát, dường như định kéo cái áo để đắp cho Phương Mộc. Phương Mộc sững sờ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Chừng 5 giây sau mới hồi phục tinh thần trở lại, cậu buông tay xuống thì thào nói: "Không sao. Thấy ác mộng à?" "Ừ, có kết quả chưa?" Mắt Tiêu Vọng vằn đầy tia máu, xem bộ dạng hình như vẫn chưa ngủ. Anh trả lời: "Chưa có, cậu ngủ tiếp một lát đi, có chuyện gì tôi gọi." "Không ngủ nữa." Phương Mộc quấn cái áo đa năng trên người lại, hướng về phía Tiêu Vọng xin một điếu thuốc. Sau khi hút hơn nửa điếu, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhưng cảm thấy toàn thân đau nhức khủng khiếp. Tiêu Vọng bật cười khà khà: "Mẹ kiếp, trông cậu thật không giống người sống." Phương Mộc cầm nửa bình nước khoáng trên bàn lên,
uống một ngụm lớn rồi nói. Biết làm sao được, ai bảo tôi chọn ngành này. Người theo dõi bên kia thế nào? Không có tin tức gì cả. Phòng 502 vẫn kéo rèm kín mít, cũng không thấy người đàn ông kia trở ra. Khốn kiếp. Vậy bây giờ chỉ có thể đợi kết quả xét nghiệm DNA. Tiêu Vọng mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Đúng vậy, bên phía đội trưởng Đặng đã chuẩn bị phương án vây bắt cơ bản, chỉ chờ có kết quả, khẳng định lại một vài chi tiết sẽ lập tức hành động. Đang nói chuyện thì Từ Đồng đẩy cửa bước tới, nhìn thấy bình nước khoáng Phương Mộc uống dở, anh ta không nói lời nào, liền cầm ngay lấy uống ửng ực, rồi vừa thở vừa chửi. Mẹ kiếp, hắn tưởng hắn là ai chứ? Khuyên nửa ngày hắn cũng không chịu cút đi. Sau đó Phó Cục trưởng Vương phải ra mặt thuyết phục, cái đồ phá hoại vô tích sự đó mới chịu nhượng bộ bỏ đi. Phương Mộc nghe không hiểu thế nào bèn hỏi, các anh nói tới ai vậy? Tiêu Vọng cười khổ một tiếng, là Lương Trạch Hạo. Vừa rồi thằng nhóc này không biết nghe được tin tức ở đâu, nói rằng chúng tôi đã tìm thấy chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc tống tiền, bảo chúng tôi phải thông báo cho hắn. Hắn muốn mang mấy chục người đi cướp Bùi Lam về. Phương Mộc nhíu mày suy nghĩ, không nhịn được hỏi lại, Lương Trạch Hạo là người có thân phận thế nào? Tiêu Vọng và Từ Đồng nhìn nhau một chút đều không trả lời. Cuối cùng Tiêu Vọng nói, có thể mang nữ minh tinh màn bạc về tay mình. Cậu nói xem hắn là người như thế nào. Cậu cũng đừng hỏi, xem hắn như cứt chó là được. Phương Mộc nhún vai, quay đầu hỏi Từ Đồng, kết quả xét nghiệm DNA bao lâu nữa mới có? Từ Đồng nhìn đồng hồ trả lời, vừa rồi tôi mới gọi điện hỏi, chắc không phải nửa đêm mới có. Hai người các anh tìm chỗ nào ngủ một giấc đi, có tin mới tôi sẽ báo lại. Phương Mộc suy nghĩ một lúc rồi nói khéo với Tiêu Vọng, hiện tại anh có rảnh không? Sao? Đưa tôi đến một chỗ. Đêm gần về khuya, thành phố S chìm dần vào yên tĩnh, không khí trở nên lành lạnh. Trên đường hình như không có một bóng người, chỉ có mấy chiếc xe lẻ loi vô tình lướt qua ánh đèn đường. Tiêu Vọng dừng xe trước cửa tòa nhà bưu chính, lấy trong cặp ra một chiếc rủi cui cảnh sát cầm ở trong tay. Anh ta chỉ một căn nhà 2 tầng phía bên kia đường. Đi thôi, đó chính là nơi cậu muốn tìm. Hai người chưa đi đến gần, đã nghe thấy vô số tiếng ồn ào, hỗn loạn từ căn nhà truyền tới. Đẩy cửa ra, đập vào tai là tiếng nhạc Heavy Metal Rock Android đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi mồ hôi quái đản. Trong phòng game nhồi nhét đầy người, mỗi dãy bàn chơi game đều có một đám thiếu niên 17-18 tuổi vây quanh. Người lạ bất ngờ đi vào, bọn chúng cũng không để ý, vẫn đắm chìm trong thế giới ảo đánh đấm, bắn súng, bay chạy. Ngược lại, ở một góc tường, có mấy người liền đứng dậy, vẻ mặt không chút thân thiện nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Một người đàn ông đầu bóng lướng thoáng nhìn rủi cui trong tay Tiêu Vọng, lập tức thò tay xuống dưới quầy hàng. Tiêu Vọng quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng thèm để ý, hướng cầu thang bước tới. Ngay tức khắc liền có mấy người đàn ông xông tới định ngăn cản bọn họ. Tiêu Vọng không chút khách khí, một tay xô ngực người đàn ông cao to trước mặt, một chân đạp vào cầu thang, giơ rủi cui chỉ mấy người đang dục dịch hầm hè, ra hiệu Phương Mộc lên tầng. Phương Mộc bước nhanh đi lên tầng 2. Trái ngược với tầng dưới đèn điện sáng trưng, trên tầng tối tăm hơn, cái mùi quái đản đó cũng đậm đặc hơn nhiều. Diện tích trên này và dưới tầng bằng nhau, một gian đại sảnh, hai phòng hướng nam bắc dùng ván gỗ làm vách ngăn. Qua cánh cửa khép hờ, có thể nhìn thấy bên trong có ghế sofa cũ nát và bàn trà. Ở giữa đại sảnh cũng ngổn ngang mấy chiếc ghế sofa, lờ mờ thấy một vài người ngồi ở trên. Trên một chiếc ghế sofa gần Phương Mộc, một người phụ nữ tóc dài chỉ mặc nội y đang nằm. Cô ta vẫn ngủ mê man, xung quanh vẫn là tiếng nhạc chói tai điên cuồng. Phương Mộc biết trong đại sảnh này, phía sau vách ngăn, có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc. Cậu phớt lờ những cái nhìn trầm mặc đó, nghĩ đến Mễ Nam đang mang thai mà đã phải trải qua những ngày khiếp đảm ở chốn này, trong lòng cậu vô cùng tức giận. Tiêu Vọng cũng lên tới rất nhanh, cao giọng hô một tiếng, Đại Bân, ra đây. Một người đàn ông cao gầy nghe tiếng bước ra. Tiêu Vọng dùng rủi cui chỉ vào hắn nói, bật đèn, còn nữa, tắt hết nhạc cho tôi. Trong nháy mắt, đại sảnh bừng sáng, khiến những người kia vô cùng bực tức. Tiếng nhạc cũng biến mất. Tiêu Vọng nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, lạnh lùng nói với người tên Đại Bân, động tác rất nhanh, đồ đạc đều giấu đâu hết cả rồi. Đại Bân có đôi mắt láu cá,
khiến người ta có thể liên tưởng đến một con rắn độc. Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh băng nói: "Nói chơi sao, anh Tiêu?" Đại Bân chừng 40 tuổi vẫn gọi Tiêu Vọng là anh. "Nơi này của tôi không có đá, cũng không có hàng trắng. Cho dù có chăng nữa, cũng là khách mang tới, không liên quan gì tới tôi nha." Tiêu Vọng hử một tiếng: "Cảnh cáo đàn em của ông, lần sau còn dám rung chuông báo tin cho ông, tôi lập tức đánh gãy tay hắn." Đại Bân liên tục gật đầu: "Không dám, không dám, anh Tiêu. Anh hôm nay tới là..." "Tôi tìm Lạc Hoa." Đại Bân làm bộ suy nghĩ. "Lạc Hoa... tôi không biết người này." Tiêu Vọng nheo mắt hỏi: "Ông lặp lại lần nữa xem." "Tôi quả thật không biết hắn ta." Đại Bân xòe đôi bàn tay, làm ra vẻ oan ức, hướng về mấy người ngồi ở trên ghế chề môi: "Không tin anh hỏi bọn họ đi." Tiêu Vọng đột nhiên cử động, đưa tay túm lấy mái tóc dài của người phụ nữ đang nằm dài trên ghế sofa, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Anh ta chỉ người phụ nữ vẫn nằm hôn mê, lạnh lẽo hỏi: "Cô ta hít nhiều hay ít?" "Cô ta không hít heroin, chỉ uống nhiều một chút thôi." "Thật không? Là uống nhiều hay là hít nhiều? Gọi người tới xét nghiệm thử máu là biết ngay." Đại Bân lập tức biến sắc, vẻ tươi cười cũng biến mất. Hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng thấp giọng nói: "Anh Tiêu, cần gì phải vậy chứ? Mọi người..." "Lạc Hoa ở chỗ nào? Kêu hắn ra đây." Đại Bân chừng mắt nhìn Tiêu Vọng vài giây với vẻ giận dữ, cuối cùng đưa tay chỉ vào vách ngăn phía bắc. Tiêu Vọng đi tới, đá một đá văng cửa khố. Một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ lập tức thét lên chói tai, rồi chạy ra ngoài. Một thanh niên ngồi trên ghế sofa cởi trần, ánh mắt đờ đẫn, hình như không trông thấy hai người vừa bước vào. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, thỉnh thoảng yếu ớt vẫy vẫy tay. Phương Mộc cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt người thanh niên hỏi: "Lạc Hoa đúng không?" Lạc Hoa dường như không có phản ứng gì, vẫn duy trì dáng vẻ và điệu bộ vừa rồi. Tiêu Vọng chửi thề một câu, nhìn bốn phía, cuối cùng xách từ góc tường lên một thùng đá, sau đó đi tới, xối thẳng lên trên đầu Lạc Hoa. Lạc Hoa giật nảy mình, đôi mắt cũng linh hoạt trở lại vài phần. Hắn đưa tay lau nước trên mặt, lắc lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt. "Các anh là..." Phương Mộc mặt không biểu cảm nói: "Cậu có biết Mễ Nam không? Đưa đồ vật của cô ấy cho tôi." Lạc Hoa không trả lời, lại lôi từ gáy ra một cục nước đá to. Hắn nghi ngờ nhìn cục đá đang tan chảy trong tay mình, rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt nhanh chóng biến thành tức giận. "Mẹ mày!" Lạc Hoa nhảy dựng lên, ném cục đá trong tay ra, mới phun ra từ miệng một câu thô tục liền bị nghẹn lại trong cổ họng. Tiêu Vọng giơ chân đạp vào ngực hắn, làm hắn ngã ngửa trên ghế sofa. Lạc Hoa che lồng ngực, ho khan kịch liệt, vừa quằn quại ở trên ghế sofa, vừa khàn khàn hô lớn: "Anh Bân, anh Bân!" Không một ai để ý đến hắn, thậm chí không có người bước tới nhìn. Lạc Hoa cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn bỏ đến một cái ghế sofa trong góc khuất, nơm nớp lo sợ nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Phương Mộc tiến lên phía trước một bước, nói ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Đồ vật của Mễ Nam đâu? Lấy ra ngay." "Mày... Các anh là thế nào với Mễ Nam?" Lạc Hoa hoảng sợ nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn Tiêu Vọng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên rủi cui trong tay Tiêu Vọng. Phương Mộc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Hoa một lúc lâu. Lạc Hoa chỉ kiên nhẫn được vài giây, rồi buông xuôi, cầm một chiếc áo khoác trên ghế sofa ném tới. Phương Mộc lấy áo khoác lật trong lật ngoài mấy lần, tìm thấy chứng minh thư của Mễ Nam. "Bút máy đâu?" Phương Mộc cau mày hỏi. Tiêu Vọng thấy vậy, mang rủi cui chỉ thẳng vào mũi Lạc Hoa: Ở hiệu cầm đồ Đại Hâm." Lạc Hoa ra sức co rúm về phía sau, nhìn chằm chằm rủi cui trên tay Tiêu Vọng: "Tôi bán nó cho láo phì." Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, Phương Mộc tỏ ra hơi trầm ngâm, cậu khẽ gật đầu. Tiêu Vọng cầm áo khoác ném lên trên người Lạc Hoa rồi nói lớn: "Đi theo chúng ta." Lúc dẫn Lạc Hoa xuống lầu, Phương Mộc quay đầu lại nhìn vẻ mặt u ám của Đại Bân nói: "Đưa cô ta đi bệnh viện đi, coi chừng chết người đấy." Hiệu cầm đồ Đại Hâm ở phía tây thành phố, tới đó ít nhất phải mất 20 phút. Ba người ngồi trong chiếc xe Jeep chạy như bay, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Lạc Hoa đột nhiên hít mũi rên rỉ, mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Do chán ghét hắn, Phương Mộc không thèm để ý,
yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vào đêm so với ban ngày thì khác nhau một trời một vực. Tất cả ngã tư đường và nhà cửa dường như đều vắng lặng. Phương Mộc bỗng nhiên có một loại ảo giác đang đi ở một thế giới khác. Không sai, đây chính là thế giới trong giấc mơ. Ở nơi này, cho dù là quy tắc đi lại hay là làm việc của con người, hết thảy đều không cần thiết. Bỗng nhiên, điện thoại của Tiêu Vọng đổ chuông. Anh nhét tai nghe vào tai, nhận điện thoại. Phương Mộc cảm thấy xe Jeep đột nhiên tăng tốc, ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Vọng trong kính chiếu hậu. Đã xác định chắc chắn phòng 502. Phương Mộc không nhịn được ngồi thẳng người dậy nói, vậy đi về trước đã. Không, Tiêu Vọng đạp hết ga nói nhỏ, xử lý việc của cậu trước đi. Hiệu cầm đồ Đại Hâm đã đóng cửa. Tiêu Vọng dùng dùi cui gõ một lúc lâu trên cánh cửa. Mấy hộ gia đình chung quanh đều đã bật đèn lên. Lão Phỉ mới chịu chửi thề mấy câu rồi khoác áo bước ra cửa. Thấy dùi cui trong tay Tiêu Vọng, Lão Phỉ hơi run run, lắp ba lắp bắp nói, mình vẫn tuân theo pháp luật. Tiêu Vọng bình tĩnh nói mục đích đến đây của mình. Hắn liền khôi phục vẻ mặt làm ăn, mở miệng đòi 5.000 tệ. Lạc Hoa trợn tròn hai mắt, mẹ kiếp, ta bán cho người có 1.000 tệ. Lão Phỉ chậm rãi nói, ta đâu có ép ngươi bán, đó là cây bút Parker bản gốc đấy. Tiêu Vọng nói, đừng nhiều lời, đem bút ra đây. Sau khi kiểm tra chính xác là nó, Tiêu Vọng lôi ví tiền từ trong người Lạc Hoa ra, ném lên trên quầy, cầm lấy cây bút nhét vào tay Phương Mộc rồi xoay người đi. Đợi một chút, Lão Phỉ ở phía sau kêu to, ở đây mới có 800 tệ. Đó là chuyện của hai người. Tiêu Vọng không quay đầu lại nói, vẫy tay kêu Phương Mộc lên xe. Đi được một đoạn xa, Phương Mộc nhìn qua kính xe, vẫn thấy Lão Phỉ và Lạc Hoa đang lôi lôi kéo kéo. Phòng vật chứng phát hiện một túi rác có một chiếc thìa nhựa chứa chất nhờn trong khoang miệng. Qua xét nghiệm DNA, xác thực chính là của Bùi Lam. Tổ chuyên án nhanh chóng triển khai phương án vây bắt. Thành viên tham gia hành động chia làm hai tổ. Một tổ do Từ Đồng chỉ huy, phụ trách vây bắt tại nhà ga. Một tổ khác do Tiêu Vọng chỉ huy, phụ trách vây bắt và giải cứu con tim tại tiểu khu Hoa Thép. Do yêu cầu của Tiêu Vọng, Phương Mộc được sắp xếp vào tổ này. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, Phó Cục trưởng Vương lệnh cho tất cả cảnh sát tham gia hành động nghỉ ngơi tại chỗ đợi lệnh. Phương Mộc muốn về qua khách sạn, đồng thời cũng cam đoan trước 7 giờ, chắc chắn sẽ trở về đơn vị. Phó Cục trưởng Vương đồng ý, bố trí Tiêu Vọng đưa Phương Mộc trở về. Trên đường trở về khách sạn, Phương Mộc ngồi thu mình trong ghế sau, kiểm tra lại một lần nữa trong đầu kế hoạch vây bắt. Đang mải suy nghĩ, tay phải lơ đáng đụng phải cây bút máy trong túi áo. Cậu vươn tay vỗ vai Tiêu Vọng nói nhỏ, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Tiêu Vọng không quay đầu, anh ném một điếu thuốc lại phía sau. Khách khí cái gì, đều là người mình cả. Phương Mộc châm thuốc, hút một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ rồi cười hỏi, sao anh không hỏi tôi và mấy nam có quan hệ gì? Tiêu Vọng cũng châm một điếu thuốc rồi nói, cậu muốn nói với tôi thì đã sớm nói rồi. Còn nữa, người tôi giúp là cậu, cô gái kia là ai với tôi không quan trọng. Phương Mộc mỉm cười, im lặng hút thuốc. Đúng vậy, nếu như Tiêu Vọng hỏi quan hệ của cậu với mấy nam, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Im lặng đúng lúc, có lẽ là ưu điểm của Tiêu Vọng. Trong phòng, một bóng đèn nhỏ vẫn sáng, mấy nam đã ngủ. Trong không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng, Phương Mộc nhìn chiếc tủ đầu giường, có một bát canh đã ăn hết. Bên cạnh, trên một tờ khăn giấy là mấy miếng xương gà. Gò má Mễ Nam còn thấp thoáng nước mắt, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản. Phương Mộc yên lặng nhìn cô một hồi, lấy ra cây bút máy để ở bên gối của cô. Hôm nay cô đã mất đi đứa con của mình. Nhận lại được cây bút máy này, có lẽ sẽ cảm thấy được an ủi chút ít. Khoảnh khắc đóng cửa phòng, Phương Mộc nhẹ nhàng nói, chúc ngủ ngon, Á Phạm. Ngày hôm sau, bầu trời vô cùng quang đãng, cách xa hàng nghìn dặm không có lấy một gợn mây. Thời tiết như vậy thường không phù hợp với việc phạm tội. Hoa vẫn nở, chim chóc vẫn tưng bừng ca hót. Tại tiểu khu Hoa Thép, mọi người vẫn quay lại bình thường, nhưng không một ai biết được rằng
mọi động tĩnh của mình đã bị một đôi mắt cảnh giác theo dõi từ lâu. Trên nóc nhà tòa nhà số 2, một ống nhòm lớn được giấu sau máy nước nóng năng lượng mặt trời. Ống kính nhắm thẳng vào tòa nhà số 3. Phương Mộc ngồi trên sàn nhựa đường nóng bỏng phơi nắng, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tiêu Vọng ngồi bên cạnh cậu, mắt dán vào ống nhỏ. Áo sơ mi trên người cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lúc này, bộ đàm trong tay truyền tới giọng nói của Từ Đồng. Thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Không có. Mẹ nó vẫn nguyên như cũ. Tiêu Vọng thở dài chửi thề. Bên anh như thế nào rồi? Phương Mộc vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, chỉ chờ tin tức ở bên các cậu. Giọng nói của Từ Đồng lộ vẻ khẩn trương. Tâm trạng của Từ Đồng hoàn toàn có thể lý giải. Ở nhà ga có nhiều người, tình hình khá phức tạp, hành động rất khó khăn. Cho nên tổ chuyên án quyết định lúc giao tiền chuộc sẽ đồng thời khống chế nghi phạm và giải cứu con tin, tránh việc nghi phạm chó cùng rất rộng làm hại con tin. Đột nhiên Tiêu Vọng đứng khom người dậy hô nhỏ. Ra rồi, nó ra rồi. Phương Mộc vội vã thỏ nửa đầu ra, quay lại nhìn xuống dưới tầng. Quả thật, nam nghi phạm đang đi ra cửa, nhìn xung quanh bốn phía một vòng, sau đó xoay người đi xuống dưới. Đó chính là nơi đỗ chiếc xe Mazda màu xám bạc. Tiêu Vọng cầm bộ đàm, thông báo đặc điểm nhận dạng của kẻ tình nghi. Nửa phút sau, chiếc xe Mazda màu xám bạc chạy ra khỏi tiểu khu, khuất sau khúc rẽ. Ở phía sau nó không xa lắm, một chiếc Santana hết sức bình thường che rèm lặng lẽ đi theo. Một chiếc lưới lớn không thanh không sắc đang từ từ bủa ra. Tiêu Vọng để lại một đội viên trên nóc tòa nhà tiếp tục theo dõi, sau đó cùng Phương Mộc xuống lầu, đi thẳng đến chiếc xe đang đợi ở góc lầu. Theo như kế hoạch, nhiệm vụ của tổ này là ngồi chờ tiến triển hành động của tổ kia. Nếu như thời cơ chín muồi, hai bên đồng thời hành động. Sau khi Tiêu Vọng lên xe, trước hết hỏi thăm tình hình chuẩn bị thế nào. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, anh đóng cửa xe lại, lệnh cho toàn thể đội viên chuẩn bị sẵn sàng, tùy tình huống hành động theo mệnh lệnh. Chờ đợi là một việc cực kỳ khó khăn. Mặc dù mọi người đều im lặng không nói, nhưng chắc chắn là trong lòng mỗi một người đều không thể bình tĩnh được. Tiêu Vọng liên tục hút thuốc, cách mấy phút lại nhìn đồng hồ trên tay. Vụ án đã đến thời khắc then chốt nhất, thần kinh của mọi người đều bị kéo căng hết cỡ, chỉ có thể hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, kế hoạch toàn thắng mà thôi. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn không hẹn mà tới. Đúng vào lúc Tiêu Vọng đang cau mày, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, bỗng nhiên trong bộ đàm truyền tới giọng nói nôn nóng của Từ Đồng. Tiêu Vọng, Tiêu Vọng! Tiêu Vọng bổ nhào về phía bộ đàm. Tôi là Tiêu Vọng đây, tình hình thế nào? Chúng tôi đang theo dõi tên nghi phạm, nhưng hắn đi tuyến đường không phải đến nhà ga, mà là... Từ Đồng xem lại bản đồ rồi nói. Mà là ra ngoại thành. Ra ngoại thành sao? Tiêu Vọng lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn Phương Mộc. Phương Mộc hơi nhíu mày hỏi. Hiện tại hắn đang ở vị trí nào? Chúng tôi đang ở trên đường quốc lộ phía tây Cao Gia Thôn. Chờ chút, có tình huống quan trọng phát sinh. Thanh âm Từ Đồng lập tức trở nên xa xôi, dường như đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Chốc lát, anh ta lại trả lời bộ đàm. Gia đình Bùi Lam vừa mới nhận được một cuộc điện thoại. Bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu người giao tiền đi lên xe lửa số 5301, khởi hành lúc 10 giờ 5 phút. Phương Mộc nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại là 9 giờ 55 phút, 10 phút nữa xe lửa sẽ khởi hành. Từ Đồng không có chủ ý chắc chắn, anh hỏi. Xử lý thế nào đây? Tiếp tục theo dõi sao? Phương Mộc nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp tục, duy trì khoảng cách thích hợp. Nói xong, cậu quay đầu nói với cảnh sát đang ngồi trước máy tính. Điều tra giúp tôi, tuyến đường đoàn tàu số 5301. 5301 là đoàn tàu khởi hành từ trong thành phố đến thành phố Z, dọc đường đỗ ở nhiều ga nhỏ. Đây là chuyến tàu chậm. Phương Mộc nhìn những nhà ga dày đặc trong bản đồ, miệng lẩm bẩm. Xe lửa, xe lửa. Bỗng nhiên, cậu hỏi Tiêu Vọng. Đây là một xe lửa kiểu cũ phải không? Đúng. Trên tàu không có điều hòa không khí đúng không? Đúng vậy, không có. Nhưng sao vậy? Phương Mộc cười, rồi cầm bộ đàm lên nói với Từ Đồng. Từ đội phó, nói với người nhà Bùi Lam sau khi lên tàu, tất cả cứ làm theo lời của bọn bắt cóc tống tiền. Có cần cử nhân viên điều tra các toa hành khách không? Không cần. Người nhận tiền chuộc không có mặt ở trên tàu. Đặt bộ đàm xuống, Phương Mộc lập tức phát hiện Tiêu Vọng đang nghi ngờ chính mình. Ý của cậu là nghi phạm chắc chắn biết chúng ta đã chuẩn bị vây bắt, cho nên hắn cũng khẳng định có cảnh sát ở bên cạnh người nhà của Bùi Lam. Hắn cố tình làm cho chúng ta nghĩ rằng vụ trao đổi sẽ được thực hiện ở trên tàu, nhưng hắn không đoán được chúng ta đã sớm thăm dò ra nơi ẩn náu của hắn.
cho nên đến nửa đường, hắn sẽ yêu cầu người trong gia đình Bùi Lam kéo cửa kính xe ra, rồi ném tiền chuộc xuống. Mẹ kiếp, sao giống tình tiết trong phim hành động vậy? Phương Mộc cười nói tiếp. Đây chính là tình tiết trong phim. Không nhớ anh đã từng nói qua bọn bắt cóc tống tiền chắc chắn đã xem không ít phim bom tấn của Mỹ sao? Canh tử Mỹ từng học qua điện ảnh chuyên nghiệp. Trong một bộ phim điện ảnh mà Morgan Freeman thủ vai chính, bọn bắt cóc cũng yêu cầu giao tiền chuộc trên xe lửa, y hệt như vụ án này. Vậy phải xử lý thế nào? Hiện tại chỉ có một nhóm người đi theo bọn chúng, những người còn lại đều đang ở nhà ga. Kêu đội của Tự Đồng rời khỏi nhà ga đi, phục kích ở đó không còn ý nghĩa nữa rồi. Phương Mộc dừng lại một chút rồi nói. Còn nữa, cho tôi một tấm bản đồ. Theo như suy nghĩ của Phương Mộc, thời cơ bắt bọn bắt cóc tốt nhất chính là thời điểm bọn chúng lấy được tang vật trọng yếu là tiền chuộc. Nhưng nếu như bám theo quá sát, bọn chúng có khả năng sẽ nghi ngờ cảnh giác mà bỏ qua không lấy tiền chuộc. Lúc đó, tính mạng của Bùi Lam sẽ bị đe dọa. Nếu như không chặt chẽ, rất có thể để cho bọn chúng trốn thoát. Nếu như có thể xác định khu vực mà bọn bắt cóc yêu cầu ném vali tiền ra cửa kính, cùng lúc mai phục ở đó, đó mới là phương án tốt nhất. Toàn bộ thông tin tuyến đường của đoàn tàu số 5301 nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy tính. Phương Mộc chăm chú xem không chớp mắt, não bộ liên tục hoạt động. Vali chứa 400 vạn tệ nên rất nặng. Cho dù bọn bắt cóc tống tiền có thể dễ dàng lấy được vali tiền, nhưng nếu không thể kịp thời mang khỏi hiện trường, đối với hắn mà nói, sẽ là tình huống rất nguy hiểm. Bởi vậy, địa điểm mà hắn yêu cầu ném vali tiền hẳn phải men theo đường quốc lộ, chí ít cũng là một nơi rộng rãi tiện cho việc rời đi. Rất nhanh, Phương Mộc xác định ra 3 nơi có khả năng nhất. Các chỗ theo thứ tự là dưới cầu đường sắt, bên cạnh quốc lộ 104 và bên cạnh quốc lộ 107. Theo đó, Phương Mộc yêu cầu cảnh sát ở lại trên tàu thông báo tình hình di chuyển của đoàn tàu. Đồng thời, khi bọn bắt cóc tống tiền gọi điện thoại tới, lập tức thông báo. Tự Đồng theo cảnh sát cơ động nhanh chóng chạy tới 3 chỗ tập kết đợi lệnh, cần phải chuẩn bị tốt việc phục kích trước khi bọn bắt cóc tới. Tổ phụ trách theo dõi chiếc Mazda màu xám bạc, duy trì khoảng cách thích hợp. Tùy hoàn cảnh, thông báo phương hướng di chuyển của chiếc Mazda. Bên cạnh đó, Phương Mộc cũng tính toán tình huống xấu nhất. Nếu bọn bắt cóc tống tiền không yêu cầu ném tiền ở 3 chỗ mai phục, thì tổ phụ trách theo dõi lập tức tiến hành vây bắt. Thời gian từng phút trôi qua, trong xe chỉ huy chật hẹp, khói thuốc tràn ngập. Ai cũng đều chăm chú theo dõi chặt chẽ động tĩnh của đoàn tàu và tiểu khu Hoa Thép. Bộ đàm thỉnh thoảng truyền tới báo cáo của các đầu mối. Chiếc xe của bọn bắt cóc tống tiền đã đi qua cầu đường sắt, 3 chỗ mai phục đều đã bố trí xong. Trên đoàn tàu, mọi việc đều bình thường. Bọn bắt cóc tống tiền vẫn chưa gọi điện thoại. Trái ngược với bộ phận vây bắt đang khẩn trương cao độ, trong tiểu khu Hoa Thép vô cùng yên ả. Phòng 502 vẫn che rèm kín mít. Từ bên ngoài không có cách nào thăm dò được động tĩnh bên trong. Tiểu Vọng đã hút hết bao thuốc, khuôn mặt xem ra vẫn bình tĩnh, nhưng qua hành động không ngừng xem đồng hồ và nhìn ra ngoài, xem ra anh cũng rất nôn nóng. Hay là anh ta lại bóc một bao thuốc mới rồi nói, chúng ta vây bắt bên này trước. Phương Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Canh Tiểu Mỹ và người đàn ông kia có khả năng vẫn duy trì liên lạc. Nếu như bên chúng ta động thủ trước, đội phó tử sẽ lập tức bị động ngay. Tiểu Vọng chửi đồng một câu, trong lòng buồn bực hút thuốc. Hãy kiên nhẫn. Phương Mộc nhìn đồng hồ trên tay, nhanh có kết quả thôi. 20 phút đồng hồ sau, bộ đàm lại một lần nữa chuyển tới tin tức thông báo. Chiếc xe của bọn bắt cóc tống tiền đã đi qua điểm mai phục thứ hai, vẫn như cũ, không yêu cầu ném vali tiền. Ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung lên người Phương Mộc. Cậu không lên tiếng, trầm mặc hút hết điếu thuốc trên tay, sau đó đẩy đẩy gọng kính, bình tĩnh nói. Đi thôi. 15 phút đồng hồ sau, đoàn tàu sắp đi qua điểm mai phục thứ 3. Đến lúc này, bất kể bọn bắt cóc tống tiền có yêu cầu ném vali tiền hay không, hành động vây bắt nhất định phải tiến hành. Phương Mộc, Tiêu Vọng và 3 người cảnh sát khác men theo góc tường, dè dặt tiến vào tầng 3 tòa nhà số 2. Sau đó rón rén đi lên khoảng giữa tầng 4 và tầng 5. Không một tiếng động, tất cả đều lên đạn. Búa phá cửa và thiết bị làm nhiễu tín hiệu liên lạc đã chuẩn bị sẵn sàng. 5 đôi mắt tập trung nhìn chăm chăm phía trên không xa, nơi một cánh cửa gỗ đang khép kín, chỉ chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Đột nhiên, Tiêu Vọng giữ chặt ống nghe điện thoại. Anh cau mày, lập tức nét mặt trở nên kiên định hơn. Bọn chúng đã cho xe dừng lại cạnh quốc lộ 107, điểm dừng xe cách đường sắt không quá 150m. Anh ta ghé vào tai Phương Mộc thấp giọng nói. Người của chúng ta đâu? Phương Mộc vội vã hỏi. Tổ theo dõi đề phòng bọn chúng nghi ngờ nên đã chạy qua rồi. Có điều cậu yên tâm, có người của chúng ta mai phục gần đó. Tiêu Vọng xem đồng hồ đeo tay,
Ước chừng khoảng 3 phút sau, đoàn tàu sẽ đi qua chỗ đó. Tin tức này khiến mọi người lập tức phấn khởi. Mỗi người đều giống như cây cung đã kéo dây, sẵn sàng chờ phát động. Tiêu Vọng chăm chú lắng nghe động tĩnh trong điện thoại. Đột nhiên, mắt anh ta mở to. Phương Mộc để ý đến sự biến đổi trên nét mặt của anh ta, không nói gì, chỉ chiếu một ánh mắt dò hỏi. Sắc mặt Tiêu Vọng rất kỳ quái, tựa như khó có thể tin vào việc đã được dự liệu từ trước. Bỗng nhiên, anh ta đấm một đấm lên vai Phương Mộc. Thật là... Tiểu tử, cậu đoán trúng phóc. Tiêu Vọng tuy thấp giọng nhưng không che giấu được sự hưng phấn. Bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu đem vali tiền ném qua cửa kính. Mấy người nhất thời đều rung động, thậm chí một cảnh sát còn xoa tay hỏi: "Thế nào, bây giờ hành động được chưa?" Tiêu Vọng vội vàng dùng tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nheo mắt nghe tình hình được thông báo qua bộ đàm, vừa nghe vừa nhỏ giọng truyền đạt: "Ném xuống rồi, bọn bắt cóc tống tiền đã lấy được tiền, đang lái xe đi, người của chúng ta đã đi lên." Khốn kiếp! Lời còn chưa dứt, Tiêu Vọng liền cầm điện thoại cất bước xông tới. Hành động, hắn vẫn liên lạc với canh Tiểu Mỹ. Gần như đồng thời, một người mở thiết bị làm nhiễu sóng, một cảnh sát khác xách búa phá cửa, hướng chiếc khóa dùng lực đập xuống. Một lực tác động cực lớn đánh vào làm cho cửa gỗ trong nháy mắt đã bung ra. Một tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người đã vọt vào phòng 502. Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ bỗng phát ra. Cô ta đang đứng ngay sau cửa nên bị đụng ngã lăn trên đất. Người phụ nữ này như còn chưa hết kinh ngạc. Cho dù dưới ánh sáng mờ mịt, mọi người đều nhìn rõ trong tay cô ta có một con dao phay sáng loáng. Tiêu Vọng nhảy vọt một bước tới phía trước, níu chặt cổ áo cô ta, tay phải nhanh nhẹn đoạt được con dao, xoay tay trái, ấn người phụ nữ ngã xuống đất. Đi vào trong đó xem. Hai cảnh sát theo lệnh vọt vào căn phòng phía bắc, lập tức hô lớn: "Con tin ở đây!" Phương Mộc vội vàng xông tới. Đó là nhà vệ sinh. Hai cảnh sát nâng Bùi Lam từ trong bồn tắm lên. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bùi Lam liều mạng giãy giụa, đôi mắt trợn lên, bị băng dính dán kín miệng. "Cô đừng sợ, đừng sợ. Chúng tôi là cảnh sát, tới để cứu cô." Hai tiếng cảnh sát khiến Bùi Lam hoàn toàn trấn tĩnh lại. Cô ngừng giãy giụa, đầu nghiêng qua, lập tức ngất đi. Phương Mộc cầm bộ đàm lên nói: "Hiện trường đã được khống chế, kêu tổ cứu viện lên đi." Người phụ nữ nằm bò ở dưới đất, mặt áp chặt xuống sàn, đôi tay đã bị còng lại. Tiêu Vọng đang đứng bên cạnh cô ta gọi điện thoại, thấy Phương Mộc đi ra, tươi cười sảng khoái nói: "Bên kia cũng xong việc, nhân chứng vật chứng đều đủ cả." Phương Mộc gật gật đầu, lại hướng người phụ nữ trên đất bướu môi: "Chính là cô ta sao?" "Không sai, chính là canh Tiểu Mỹ." Phương Mộc đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, nói không ra lời. Cậu kéo một cái ghế ngồi xuống, lặng lặng nhìn các nhân viên khám nghiệm hiện trường. Bác sĩ cũng đang tiến vào phòng. Việc lấy chứng cứ tiến hành đâu vào đấy. Các loại vật chứng theo thứ tự được đánh số, cất vào trong túi vật chứng. Hiện trường tìm thấy hai máy tính. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy tính cẩn thận, phòng ngừa đoạn thu hình bị phát tán ra ngoài. Bùi Lam sau khi được trích thuốc trợ tim, chậm rãi tỉnh dậy. Tiêu Vọng lớn tiếng chỉ huy, dáng vẻ rất đắc chí. Đột nhiên, một nhân viên kỹ thuật kêu lên một tiếng: "Hỏng rồi!" Tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt. Tiêu Vọng là người đầu tiên phản ứng, bước nhanh qua hỏi: "Thế nào?" Nhân viên kỹ thuật xoay màn hình về phía anh ta nói: "Anh xem, đây là một trang diễn đàn nổi tiếng trên Internet. Một bài viết là ngôi sao điện ảnh, truyền hình Bùi Lam bị thu hình. Phía dưới là một tập tin video nén được tải lên. Góc màn hình bên phải là một bộ đếm thời gian. Thời gian đang từ 2 phút 39 giây lui về không. Thế này là thế nào?" "Chương trình này do canh Tiểu Mỹ thiết kế. Có lẽ thời gian sẽ tự động lặp lại. Đến khi hết thời gian, hệ thống sẽ mặc định đem tập tin này phát tán lên Internet." "Tắt ngay nó đi cho tôi!" Tiêu Vọng nói gấp như hét lên. Nhân viên kỹ thuật gõ gõ bàn phím. Một hộp thoại lập tức hiện ra, yêu cầu nhập mật khẩu 6 chữ số. "Không thể tắt được, chúng ta cần mật mã." "Có thể giải mã không?" Tiêu Vọng nhìn chằm chằm ô thời gian trên máy tính. Đồng hồ chỉ 2 phút 20 giây. Nhân viên kỹ thuật sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói: "Thời gian không đủ vì rất ngắn. Dù hiện tại thông báo cho trang web cũng không kịp. Mạng Internet truyền tin với tốc độ không thể tưởng tượng được." Tiêu Vọng chửi thề một câu, xoay người nhìn canh Tiểu Mỹ, rồi nắm chặt tóc cô ta, hung hăng hỏi: "Tôi không thừa lời với cô, nói mật mã ngay." Canh Tiểu Mỹ đầu bị nắm chặt ngẩng lên, trên mặt còn dính đầy bụi đất. Dáng vẻ tuy có thê thảm, nhưng dường như cô ta tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí vừa cười vừa nói: "Các ông tưởng rằng
dùng thiết bị ngăn chặn thì có thể ngăn cản được ta sao? Nếu đoạn video bị phát tán, chắc chắn cô biết hậu quả gì sẽ đến với cô chứ. Đến lúc này, tôi còn để ý đến điều này sao? Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ở phía góc tường, Bùi Lam không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức bổ nhào tới, níu chặt Canh Tiểu Mỹ lại, kéo lại đánh. Cuối cùng tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô vì lý do gì mà hận tôi đến như vậy? Vì cái gì mà lại muốn hại tôi? Tao sẽ giết mày! Đứng trước tình cảnh như vậy, tất cả cảnh sát đều hoang mang lo sợ. Bùi Lam gần như sụp đổ, Canh Tiểu Mỹ thì đắc ý hả hê. Những tiếng khuyên can, tiếng chửi bậy cùng với những tiếng cười lạnh lẽo tràn ngập trong phòng khách nhỏ hẹp. Đột nhiên, một tiếng thét vang lên. Tất cả im lặng hết cho tôi!